Khai trương vô cùng sôi động, mọi người ơi, ở ngoài kia nhạc sập sình, xong rồi rất là đông các bạn khán giả, các bạn khách hàng đang xếp hàng để có thể có được cho mình những cái sản phẩm rất là ưu đãi trong ngày hôm nay. Thì trước khi mà phỏng vấn các bạn ấy thì mình sẽ xin phép là đi dạo quanh một vòng showroom, tham quan showroom của Thái Nguyên xem có gì khác không nhá. Và mình đã nhận thấy một điều khác ở đây trong ngôn ngữ thiết kế, đó là thay vì là bình thường nhá, mà mình vào là bên phía bên phải mọi người sẽ thấy gì ạ? Thường là sẽ thấy những cái bộ phận chính của một chiếc PC, ví dụ như là mainboard, ví dụ như là CPU. Nhưng không, ở đây đã khác rồi, ha, con Thái Nguyên đã khác rồi. Bên phía tay phải của Phương khi mà vừa bước vào showroom thì chúng Phương sẽ thấy đó là nhiều các sản phẩm gear được bày ở đây, và bàn để có thể trải nghiệm, lắp các bộ máy trải nghiệm thì sẽ gắn trực tiếp vào tường thay vì là để một cái bàn riêng để cho vườn lối đi lại. Thì mình thấy là không gian của hai con Thái Nguyên nó mở hơn rất là nhiều, gần như tất cả các sản phẩm sẽ ở đây luôn, nó chỉ có một tầng để trưng bày sản phẩm thôi. Nghĩa các bạn vào một cái là các bạn có thể thấy hết tất cả các sản phẩm. Và mọi người cũng nhìn thấy là mặt bên này là mặt kính này, các bạn đứng ở ngoài các bạn cũng có thể nhìn thấy sản phẩm ở bên trong này luôn á, và bên kia cũng như thế. Bây giờ thì đi tiếp sang bên này nhá. Phía đằng sau của Phương đây thì lại là một không gian để trưng bày laptop mọi người ạ. Mọi người có thấy nó hơi quen quen không? Nó lạ mà nó quen ấy. Nó khác với những kiểu thiết kế của showroom Thái Hà, showroom quen thuộc ở Hà Nội này. Còn nhưng mà đây thì nó sẽ giống hơi giống showroom kiểu Bắc Giang, đúng không? Bắc Giang. Nó sẽ kiểu mặt bằng ngang như thế này. Xong rồi laptop sẽ ở phía trong này. Đây mọi người nhìn thấy rất là nhiều laptop của các hãng này. Có một cái không gian một góc chữ V như này để trưng bày laptop. Và bên cạnh đó thì có một vài chiếc chuột ở cột bên này hoặc là ở đây, hoặc là một vài những thứ keo tản nhiệt này đấy, để có thể phục vụ để mình sử dụng trong phần laptop này. Và ngay bên phải của laptop thì nó sẽ là cái chỗ để cho mọi người sau khi mà mua sắm xong thì có thể đi ra đó để thanh toán, cũng như là để kiểm tra các bộ phận về mặt kỹ thuật. Bởi vì đây chính là bộ phận kỹ thuật mọi người ơi. Bộ phận kỹ thuật rất là rộng đúng không ạ? Đây cái bàn này để có thể là hỗ trợ để cho khách hàng hàng ghế này ngồi để chờ đợi sản phẩm này, sau đó là lấy sản phẩm từ đây này, rồi thanh toán thì sẽ khu vực ở ngay đây, cũng là chữ hàng computer màu đỏ kia. Và đây chính là chỗ để thanh toán này. Và bên góc bên này các bạn cũng sẽ thấy là thêm một cái không gian nhỏ để trưng bày laptop, cũng đối xứng với bên kia nữa. Và mình đã thấy là một vài khách hàng đã đi được vào đây rồi. Những khách hàng đầu tiên ấy, xếp hàng sớm nhất ấy, thì đã có phiếu và vào đây để có thể mua được cho mình những cái sản phẩm ưu đãi để trong cái giờ vàng săn giá sốc trong buổi sáng ngày hôm nay. Và không gian ở đây thì chỉ có một tầng thôi nhưng mà nó rất là rộng nhá. Bây giờ quay trở lại, mình cua được hết hai phần rồi, bây giờ quay trở lại mặt thứ ba này. Mặt thứ ba sẽ là những cái sản phẩm văn phòng ở đây rồi, một không gian thiết kế quen thuộc này. Đấy, một sản phẩm văn phòng như kiểu là cục phát wifi, như kiểu là máy chấm công vân vân đó. Còn các kệ ở giữa này, xen kẽ ở giữa showroom sẽ có rất là nhiều các quầy kệ để cho khách hàng sau khi mà đi tham quan thì có thể nhìn bên trái cũng thấy hàng, nhìn bên phải cũng thấy hàng. Như kiểu ở đây sẽ là vỏ cây, rồi xa xa kia sẽ là những chiếc hoa, rồi là những ổ cứng vân vân, thì tí nữa lát nữa mình sẽ đi thẳng ở đấy nhá. Còn ở đây này, đấy, điểm khác trong thiết kế, trong ngôn ngữ thiết kế của showroom Thái Nguyên đó chính là chiếc mainboard này, hay là tản nhiệt, hay là CPU, nó sẽ nằm ở mặt bên này. Đó, nó sẽ nằm mặt bên này nhá. Và vẫn là những cái quầy kệ, ví dụ như là Gigabyte, ví dụ như là Cooler Master, đó, vân vân. Và Intel thì ở bên này. Và gear nhá, tiếp tục là gear. Và mình thấy một điểm đặc biệt đó là tất cả gear nó sẽ để ở mặt đằng trước và nó sẽ là mặt kính nhá mọi người, nhìn thấy không ạ? Mặt bên này và mặt bên này đây, đằng sau Phương. Mọi người nhìn thấy đông đông khách hàng đang xếp hàng không? Hai hàng đây luôn, và bộ phận nào mua hàng đang rất là khẩn trương để có thể là đưa phiếu để cho khách hàng vào đây sớm nhất, trải nghiệm không gian mát mẻ và có được cho mình những cái sản phẩm sale đậm sâu của ngày hôm nay. Đây, gear này. Ở đây có nhiều đồ gaming lắm, kiểu tay cầm các thứ. Ở phía bên này thì sẽ có những cái sản phẩm PC All-in-One đấy, của HP này, trông rất là đẹp đẽ, của Dell này, cũng khứa khứa hết rồi đấy. Nhưng mà mình nhận thấy là cái tổng quan thiết kế thay vì nó là kiểu hình chữ nhật vào thì bây giờ nó đã là hình ngang như thế này rồi. Và có rất là nhiều quầy kệ ở giữa để cho khách hàng kiểu như là có một không gian trải nghiệm nó rộng rãi hơn, và đi đến đâu cũng có thể là nhìn thấy một sản phẩm này, nhìn thấy một sản phẩm kia, tiện tay thì lấy vào thanh toán thôi, đúng không? Còn bây giờ thì Phương phải nóng lòng quá, phải đi ra để phỏng vấn xem là các bạn ấy xếp hàng từ mấy giờ rồi, là các bạn ấy muốn mua sản phẩm gì. Đi phỏng vấn thôi.
Mình xếp hàng từ 5 giờ. 5 giờ sáng. Vâng. Rất là sớm đúng không ạ? Không biết là ngày hôm nay thì anh muốn mua sắm sản phẩm gì trong đợt sale này ạ? Trong ngày hôm nay thì rất muốn mua sắm nhiều sản phẩm nhưng mà chỉ là mua một sản phẩm thôi. Cho nên là mình đã chọn màn hình máy tính. Màn hình máy tính ạ? Vậy thì anh đã biết đến Hacom trước đây chưa ạ? Mình biết đến cái này nhiều năm rồi. Nhưng bây giờ mới có tại Thái Nguyên thì mình rất vui. Dạ, khi được có mặt ở đây. Vâng, vậy thì em hy vọng là lát nữa khi mà vào thì anh sẽ mua được cho mình những sản phẩm mà mình mong muốn ạ. Chắc chắn rồi. Vâng, xin cảm ơn anh đã ủng hộ anh sẽ tiếp tục ạ. Mình tên là Nguyễn Trần Ngọc Hồng, đang hiện tại đang làm nhân viên thiết kế. Giáo viên đúng không ạ? Vâng. Thế không biết là bạn Hà đến đây thì mong muốn là mua sản phẩm gì ạ? Mình thì muốn mua một chiếc ghế C200. Mình đến hơi muộn, hôm nay công việc có thể là không đến sớm. Ngoài bạn ở đây thì bạn có đi cùng bạn bè hay là đi cùng ai đến đây không? Không, đi một mình. Công ty mình gần đây. Thế tiện quá, mua sắm xong rồi mình tiện mình đi làm luôn đúng không ạ? Vâng. Thế thì chúc bạn sẽ có một trải nghiệm mua sắm rất là tuyệt tại Hacom Thái Nguyên nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Các sản phẩm của Hà Nội Computer thì ngày xưa mình học dưới Hà Nội Hacom được. Ngày trước mình ở dưới Hà Nội thì mình cũng từng có mua một vài những phụ kiện như kiểu cạc các thứ ở từ dưới Hà Nội rồi. Bây giờ thì có cơ hội về Thái Nguyên này thì mình tiện hơn, đỡ phải đi lại nhiều. Hôm nay là anh mua sản phẩm ghế gaming gì đấy ạ? Của hãng nào ạ? Mình không nhớ tên lắm. Nói chung là một chiếc ghế gaming đúng không ạ? Dạ vâng, để giúp cho công việc làm việc của mình. Mình đến với bạn từ lúc 6 rưỡi, 7 giờ. Cũng sớm đúng không ạ? Hôm nay trời cũng hơi nắng một xíu. Mình đến thì thấy đông, càng ngày càng đông rồi. Em thấy ghế khuôn viên ở tầng 1 này cũng khá là rộng và sẽ có đủ đồ đạc ở trên kho để có thể phục vụ cho tất cả khách hàng khai trương ngày hôm nay. Và hy vọng là anh cũng như là bạn của mình sẽ có một cái trải nghiệm mua sắm rất là tuyệt vời. Và khi mua sắm anh có thể đi tham quan một chút cơ sở ạ. Vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Chú là Nguyễn Khánh Hòa, năm nay 64 tuổi. Thì nghe thấy có thông tin ở trên này hôm nay là khai trương mở hàng. Và thì chú cũng lên và thấy có nhu cầu mua một cái laptop để sử dụng. Cái chương trình khai trương ở đây rất là vui và rất là long trọng. Mọi người về phía cơ quan tổ chức là rất là chu đáo, chỉ lo từ cái chỗ xếp hàng rồi chỗ gửi xe cho khách đến mua hàng. Và chú cảm thấy là rất là chu đáo. Vâng, cảm ơn chú ạ. Bây giờ chú đang ngồi chờ đúng không ạ? Vâng. Chúc chú có một trải nghiệm rất là vui vẻ tại Hacom Thái Nguyên ạ. Chắc cảm ơn ạ. Anh Thắng đã lặn lội từ Hà Nội xuống ạ, Thái Nguyên để có thể 120 cây. 120 cây. Dạ vâng, để ủng hộ Hacom Thái Nguyên đấy ạ. Đứng ngay từ đêm qua anh ngủ bên xe luôn mà. Thế ạ. Nhưng mà xuống kiểu như mình ngủ quá xuống cũng muộn đấy. Thế là các bạn trước. Xếp hàng trước có thể. Đúng rồi. Quá. Nhưng mà không sao anh ơi, cuối tháng bọn em sẽ còn có thể là khai trương cơ sở ở bên Thanh Hóa nữa nếu mà Thanh anh vẫn tiếp okay, Thanh Hóa. Mong muốn sản phẩm đấy có thể là mình lại đi vào đấy du lịch một chuyến đúng không ạ? Đi tiện thể tắm biển xong rồi mua chiếc cả màn hình. Đúng rồi, anh không khí cùng cả màn hình đấy. Dạ vâng, thế ngoài đấy thì anh sẽ mua thêm sản phẩm gì? Em đang thấy là trong phiếu của mình là có chiếc màn hình đúng không ạ? Màn hình rồi nhưng mà anh muốn lấy thêm cái ghế, nhưng ghế cũng hết rồi. Ghế cũng hết rồi. Anh thích mỗi cảm cái ghế. Ủi tiếc quá. Thế là thôi, có cái màn thì anh mua về vậy. Dạ vâng. Thế thì hẹn anh ở Hacom Thanh Hóa, hy vọng là anh có thể sắm được cho mình chiếc cả màn hình và hy vọng là hôm đấy sẽ có những cái sản phẩm sale và đậm sâu hơn hôm nay nữa. Mọi người ở bên này đang có một cái bàn gì đấy, có một sự kiện gì đấy, rất là đông khách hàng đang quay tròn lại đây này. Anh Trung, em hỏi xíu, quản lý vùng của Hacom mọi người ạ. Em hỏi xíu luôn. Xin chào tất cả các bạn. Bàn đằng sau đang có sự kiện gì mà là đông vui à? Giới thiệu với các bạn là bàn đằng sau đang có cái chương trình là viết phiếu bốc thăm. Vì buổi tối ngày hôm nay có một cái chương trình vô cùng đặc biệt và dành cho tất cả mọi người có mặt buổi chiều ngày hôm nay. Đó là cái chương trình bốc thăm trúng thưởng. Mình xin nói một chút về cái chương trình tối nay. Rồi, cũng sáng đã có một giờ vàng mua hàng, tối lại bốc thăm trúng thưởng nữa. Đúng rồi. Buổi tối ngày hôm nay chương trình đầu tiên là dành cho một khách hàng đặc biệt, là ai mua hàng sẽ được đăng ký bốc thăm trúng thưởng một cái laptop trị giá 6.990.000. Sale động sâu luôn ạ. Dạ. Và cái chương trình thứ hai là dành cho bất kể khách hàng không mua hàng cũng được, đều được tham gia bốc thăm trúng thưởng. Giải thưởng gồm có hai giải nhất, có hai bộ loa sao 3 và một chiếc tai nghe, 4 chiếc sạc dự phòng và một chiếc ấm siêu tốc. Xin mời tất cả mọi người cùng đến Hacom Thái Nguyên. Chương trình tối nay còn hấp dẫn hơn cả chương trình buổi sáng nữa. Và đây là bàn đằng sau là bàn đăng ký của khách hàng. Đúng rồi. Thảo nào mà em thấy đông thế. Thế thì các bạn mà chưa đến Thái Nguyên thì nhanh chóng đến Thái Nguyên để tham dự chương trình tối nay nhá. Xin mời các bạn đến với Thái Nguyên nhá. Các bạn thân mến, hiện tại thì chúng mình có mặt ở Hacom Thái Nguyên thì có một bạn nữ là mới vào phòng mình được như là 2-3 ngày thôi đã ngay lập tức được đi khai trương cơ sở Thái Nguyên rồi. Bây giờ thì chắc là mình sẽ phỏng vấn bạn ấy một xíu để xem là mới lần đầu đi khai trương Hacom Thái Nguyên thì cảm thấy như thế nào nhé. Bạn ấy đứng ở ngay đây. Thái Nguyên ơi mình
phỏng vấn Khuyên một xíu được không? Khuyên là một là nhân viên là mới tanh tại Hacom luôn. Mình là Hà Khuyên, chuyên viên truyền thông đối ngoại. Hiện tại thì Khuyên vào Hacom được mấy ngày rồi? Hôm nay là ngày thứ hai. Khuyên cập sát một xíu nhá. Hôm nay là ngày thứ hai. Rất là may mắn là ngày thứ hai đã được đi khai trương chi nhánh mới rồi. Thì cảm thấy là không khí khai trương ở đây như thế nào? Có nghĩa là ngày hôm qua là ngày đầu tiên đi làm. Vừa mới đến công ty thì chị Mai bảo là ngày mai đi công tác luôn nhà em, đi từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối. Dạ vâng ạ, sáng mai em dẫn MC luôn nhé. Xong rồi Quyên bảo là thật sự là em còn chưa biết cách thức tổ chức như thế nào nên là em cũng không biết là tự nhiên là ngày mai là phải đi làm chương trình luôn thì em sẽ bị khớp. Xong bảo là chị sẽ gửi trước cho em cái MC script, xong rồi em coi qua rồi có gì thì để ngày mai dẫn. Thế là mất buổi sáng để ngồi xem mọi thứ về chương trình và cũng viết lại cái MC script mới. Thì là ngày hôm nay không khí ở Thái Nguyên quá là tuyệt vời mọi người ạ. Tuy là hơi nắng một tí đúng không? Không, nhưng mà trời xanh mây trắng nắng vàng. Mọi người chắc chắn nên săn giá sale giờ vàng ngày hôm nay. Và không những thế là tối nay thì bên Hacom Thái Nguyên có rất là nhiều chương trình nữa. Có chương trình ca nhạc này, xong rồi có bốc thăm trúng thưởng nữa. Thì đấy, một nhân viên mới và rất là may mắn đi làm 2 ngày đã được đi khai trương cơ sở mới rồi. Và hy vọng là sau này những chương trình mới sẽ tiếp tục được gặp Khuyên đến và tiếp tục trải nghiệm những cái nói chung là những trải nghiệm của Hacom mới có đúng không? Khai trương quá là nhiều chi nhánh mới. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. Ok, cảm ơn Khuyên nha. Bye bye mọi người. Hiện tại thì Vương đang bắt được một khách hàng may mắn gần như nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, bởi vì bạn đấy là một trong những khách hàng, một trong hai thì phải, sở hữu chiếc cạc màn hình đúng không? Thì không biết là bạn giới thiệu một chút bản thân mình nhá. Em tên là Bờm luôn. Gọi em là Bờm luôn. Cụ thể đấy. Bờm xếp hàng từ mấy giờ đấy? Em xếp hàng từ tối hôm qua. Từ tối hôm qua luôn. Bờm là đang học tập và sinh sống tại Thái Nguyên à? Đúng rồi, em qua em đi làm về, em sẽ qua em thấy có người ngồi đây à. Em đang ngồi cùng luôn. Thì đã ăn tối các thứ đầy đủ chứ? Ăn đi ạ. Em đá bát xôi không em ra đây. Thế là Bờm xếp hàng từ rất sớm các bạn, từ tối hôm trước luôn và đã có cho mình đang dơ sản phẩm mà xem nào, khoe mọi người đi. Vâng, một chiếc cạc màn hình của Asus đó là AMD 6400 ạ các bạn ơi. Đây là một cái chiếc cạc màn hình cũng khá là ổn để có thể cho vào những cái bộ PC kiểu tầm giá tầm phổ thông từ 10 cho đến 15 triệu không? Cầm đi sản phẩm của mình mà. Thì về thì em có sẵn hết tất cả các linh kiện khác ở trong bộ máy chưa? Em đang đợi nguồn vốn đến để mình vui tiếp. Tiếp tục đúng không? Thế thì em sau khi mà có sản phẩm này cảm giác của em như nào? Một trong những khách hàng may mắn nhất đấy ạ. Em vui đúng không? Vui đấy. Vui không nói không nên lời luôn. Thế thì tối nay sẽ có thêm cả một cái chương trình nữa, đó là bốc thăm trúng thưởng này. Ví dụ với những khách hàng đã mua hàng tại Acom có cơ hội có thể nhận được một chiếc laptop lên 8 triệu. Ngoài ra có loa này, có cả thẻ nhớ, nhiều lắm tai nghe nữa. Thế nên là tối em quay lại nhá, nó sẽ có chương trình ca nhạc các thứ nữa đấy. Ok, cảm ơn em, chúc mừng em một lần nữa. Em chào anh, đây là giới thiệu mọi người, đây là anh Dương, quản lý của chi nhánh Acom Thái Nguyên. Hôm nay anh thấy không khí khai trương như nào ạ? Đông quá. Khá là nóng nhưng mà có thể là do cái sự truyền thông của anh em trong thời gian chuẩn bị khá là tốt nên là cái lượt trang phục khá là tốt và mình nghĩ đây là một buổi khai trương khá là thành công. Vâng, chúc mừng anh rất là nhiều anh ạ. Cảm ơn. Em đi tham quan showroom thì em cũng rất là vướng bận các bạn luôn, có nghĩa là đông bạn khách hàng quá nên là bọn em đi cũng hơi gọi là chiếm không gian một xíu. Thế thì em xin phép bỏ đây một chút, đó là anh tham vọng như thế nào về số má của Hacom Thái Nguyên là sẽ đạt doanh số cho ngày khai trương này như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ với mọi người không ạ? Với tiêu chí của anh là số má thì mình đã lấy số thì phải lấy số to. Số to luôn ạ. Anh kỳ vọng trong ngày hôm nay sẽ rơi vào tầm khoảng 300 triệu. Wow, một tham vọng rất là lớn. Và em nghĩ là với tầm khách hàng như thế này thì chắc là đạt rồi đấy. Em thấy là anh chưa kịp đi ra phỏng vấn mà ùi đông các vị khách hàng vào đây quá. Anh cũng hy vọng là sẽ đạt được con số đấy và cũng tin vào cái sự tin tưởng khách hàng đối với Hacom. Dạ vâng. Thế thì anh về mặt hàng hóa thì em chưa lên kho nên em không biết được, thì anh có thể giới thiệu cho mọi người một chút là mặt hàng hóa ngày hôm nay có đủ đáp ứng cái số lượng khách hàng đến đông như thế này không? Với lượng khách hàng như thế này thì Hacom anh đảm bảo sẽ đủ đảm bảo khách hàng. Kho trên kia là cũng bằng mặt bằng ở dưới đây luôn ạ? Bằng cái kho gần bằng một nửa thế này nhưng mà vẫn đủ đáp ứng. Tại vì dưới này em đã thấy bày rất là nhiều sản phẩm rồi, còn trên kho lại còn thêm một nửa nữa. Khá là nhiều hàng nên mọi người cứ yên tâm qua Hacom mua hàng. Dạ vâng, thế là mấy ngày hôm nay mình chuẩn bị có tất bật không ạ? Anh chuẩn bị. Anh cũng chuẩn bị đâu đấy tầm khoảng có chục ngày rồi, anh em toàn ăn nằm ở đây ạ. Giờ có mặt ở đây và buổi tối tầm khoảng 9 giờ về. Cũng rất là vất vả đấy ạ. Và sau khi mà ngày hôm nay là ngày thứ 2 tháng 7 set up xong và cũng như là ngày hôm nay khai trương đến đây thì với số lượng khách hàng này em nghĩ là anh đã tương đối hài lòng rồi đúng không? Tương đối vấn đề là hài lòng thì anh phải
phải ngồi vào máy tính anh xem lại con số đã cơ. Thì nhìn thấy con số mới quyết định là còn hài lòng hay không. Còn nhưng mà khách hàng đến nơi với chúng ta là anh đã cảm thấy rất là hài lòng rồi. Với cả chương trình tối nay thì như em thấy là nó sẽ kéo dài, khai trương kéo dài đến tận đúng tối rồi. Luôn. Chương trình sẽ đến tận 9 giờ tối. Mọi người đến với Thái Nguyên nha. Cảm ơn mọi người. Và chúc mừng anh Dương một lần nữa. Cảm ơn em. Six hours later. Bây giờ đang là 5 giờ chiều tại chi nhánh Hacom Thái Nguyên mọi người ạ. Và bọn mình đang rất là tất bật để chuẩn bị cho chương trình đêm nhạc hội vào tối khai trương ngày hôm nay. Các bạn thấy là các bạn nhân viên áo đỏ của Hacom đang đứng hết ở ngoài đường để có thể là phát bóng cũng như là giới thiệu chương trình này cho mọi người. Và đằng sau phương đang là background của chương trình tối nay rồi. Và mọi người thấy là trên đấy có một cái bàn rất là nhiều quà đúng không? Bởi vì chương trình tối nay sẽ có những cái phần bốc thăm trúng thưởng này cho khách hàng rất là hấp dẫn lên đây nhá. Đây, quà được xếp hết ở trên này rồi đây này. Trời ơi, nhiều quà quá. Đấy, trên này thì chúng mình đang để sẵn những cái phần quà được bốc thăm trúng thưởng trong buổi tối ngày hôm nay nhiều lắm mọi người ơi. Đây này, đầu tiên là đối với tất cả các khách hàng đến tham dự thì sẽ có các giải thưởng phụ như là 4 ấm siêu tốc Edra nhá, có trị giá là hơn 200.000 này. Rồi 4 cái sạc dự phòng trị giá 500.000 nữa. Rồi chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe là một giải nhì đó, của Samsung. Đó, trị giá 1.500.000 và một đặc biệt ngày hôm nay có hai giải nhất. Hai giải nhất sẽ là hai chiếc loa của LG với mức giá là 3.500.000. Và đặc biệt là đối với tất cả các khách hàng đã mua hàng trong buổi sáng khai trương ngày hôm nay ấy, và có hóa đơn mua hàng ấy, thì chúng mình còn có thêm một cái phần quà tặng đặc biệt, đó là một chiếc laptop của Acer TravelMate B3 trị giá 7.000.000. Wow, rất là hấp dẫn đúng không? Chiếc laptop đầu ấy nhỉ? Nó không được bày ở đây nhưng mà đây mọi người có thể nhìn ở trong này là sẽ thấy. Đâu? Laptop mà. À ừ nhỉ, đây. Giải nhất đặc biệt ngày hôm nay trị giá gần 7.000.000 đấy mọi người ơi. Đó, đây là tất cả những cái phần quà ngày hôm nay. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc từ 5:30 cho đến 7 giờ tối. Sẽ có nhảy này, sẽ có hát này, sẽ có quà tặng này. Mọi người hãy đến với Hacom Thái Nguyên nhá. Còn bây giờ thì Phương phải đi phát bóng cho mọi người đây. Đây, phát bóng ngoài này. Chúng ta là con số 59 ạ. Vâng, xin mời chủ nhân con số 59. Vâng, xin mời anh ạ. Quý vị ơi, đừng quên một tràng tay thật lớn dành cho anh Sai. Với con số 59 là con số may mắn. Và anh cảm thấy thế nào với giải thưởng này? Khá là vui đến tham dự chương trình mà lại được quà mang về nữa đúng không ạ? Một lần nữa chúc mừng anh với giải thưởng là một vâng dàn loa của thương hiệu LG trị giá. Vâng thưa quý vị, sản phẩm của chúng ta là 3.499.000 đồng. Con số sẽ dừng lại, con số nào đây quý vị ơi? Con số 5 thưa quý vị, xin chúc mừng con số 5. Rồi, rất nhanh chóng con số 5 đã tìm ra chủ nhân rồi. Xin được mời chị gái lên đây ạ. Xin mời cho tên thân lớn đi chúc mừng cho chị gái ạ. Với giải thưởng, vâng xin mời chị ạ. Chúng tôi là 788666 thưa quý vị, xin được chúc mừng cho anh Việt Duy. Chào phần thưởng. Đó chính là một chiếc laptop Acer TravelMate B3 trị giá 6.999.000 đồng. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Xin chào mọi người, hiện tại thì Phương đã tìm ra được hai vị khách hàng may mắn trong buổi tối ngày hôm nay, giành được hai giải nhất của khách hàng đến tham quan showroom của Thái Nguyên, đó là dàn loa LG mọi người ạ, trị giá hơn 3.000.000. Và bây giờ thì mình sẽ phỏng vấn các anh chị một chút nhé. Đầu tiên là với vị khách đầu tiên trước ạ. Anh giới thiệu một chút bản thân mình không ạ? Mình là Tâm, Nguyễn Văn Tâm. Dạ. Sinh sống tại tại Thái Nguyên luôn. Dạ vâng. Và mình sinh năm 97. Dạ vâng. Anh cảm xúc như thế nào khi mà anh nhận được giải thưởng này ạ? Mình khá là vui và rất là vui khi nhận được sản phẩm của mình của bên Hacom. Sáng nay mình có đi qua đây và mình có tham quan sản phẩm, nhưng hiện tại thì buổi tối là mình có đi chơi qua thôi và mình có rẽ vào để tham gia chương trình. Hiện tại thì nhận được bộ loa như thế này, mình rất cảm ơn. Cái người bốc thăm được cái số 59 này của mình thì lại là bạn gái của mình. Dạ vâng. Nói chung là niềm vui nhân hai đúng không ạ? Người bốc thăm sản phẩm này cũng sẽ nhận được một phần quà đó, mình giữ nhiệt. Nói chung là hôm nay hai anh chị đến đây đều nhận được phần quà. Chúc mừng anh rất là nhiều, em sẽ biết phỏng vấn thêm chị ấy nữa nhá. Anh chờ em một xíu. Dạ em chào chị ạ. Em mời chị ra đây được không ạ? Chị giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Chị tên là Nguyễn Thị Hồng Huệ. Chị đã đến tham quan cửa hàng từ sáng. Và đến chiều thì chị lại đến và rất là vui. Hôm nay may mắn là chị nhận được giải thưởng ở đây. Nhất và luôn.
Và hôm nay thì là Haco Thái Nguyên khai trương thì chị chúc cho là cửa hàng là luôn luôn phát triển mãn áo thành công. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ chắc là cảm xúc của chị đang rất là vui, chị còn đi cùng một bé nữa đúng không ạ? Không biết là sáng nay chị đã mua được cho mình sản phẩm gì chưa? Sáng nay thì chị mới tham quan và đang muốn là để xem sản phẩm mua laptop cho con trai. Sắp tới thì chị sẽ mua. Dạ vâng. Em mời anh quay trở lại khu vui nhà. Thế không biết là hai anh chị sẽ sử dụng sản phẩm này để nhằm với mục đích gì ạ? Anh thì sẽ dùng để giải trí. Có lẽ với đôi loa này thì mình sẽ sử dụng giải trí mỗi buổi sáng. Thế còn chị thì sao ạ? Chị đôi loa này chị tặng cho con trai chị. Hiện nay là cháu đang học Đại học Công nghệ Thông tin thì rất hữu ích cho cháu để cháu có thể vừa nghe nhạc và vừa để làm việc. Dạ vâng, một người mẹ rất là tuyệt vời ạ. Cô ấy, chị chuẩn bị có nhu cầu là mua thêm một chiếc laptop cho con trai và thậm chí là dàn loa giải nhất ngày hôm nay cũng sẽ dành tặng cho con trai luôn. Và hy vọng là hai anh chị giành giải nhất ngày hôm nay đã rất là may mắn, sẽ có thể là khách hàng tiếp theo ủng hộ Hacom trong những cái sản phẩm tiếp theo. Một lần nữa chúc mừng anh chị ạ. Quý vị thân mến, đây là một vị khách hàng khá là quen thuộc bởi vì đây là một trong những khách hàng đầu tiên mà Phương đã phỏng vấn trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh ấy là một trong những người xếp hàng sớm nhất và đã có được trong những cái sản phẩm sale trong giờ vàng giá sốc. Và đặc biệt hơn nữa là trong buổi tối đêm đại nhạc hội này, anh ấy là người may mắn nhất nhận được phần quà là một chiếc laptop của Acer, mọi người trị giá 7 triệu đồng đúng không ạ? Thực sự là cảm xúc bây giờ nó rất khác buổi sáng nay, khi mà sáng nay thì một chút chờ đợi, một chút hồi hộp, nhưng thực sự bây giờ con tim nó đập mạnh lắm rồi. Và giải điểm rất là lớn đúng không? Buổi tối thì cũng không nghĩ là mình có thể được, mình đến đây với mục đích là chia sẻ niềm vui với công ty là chính thôi, nhưng cuối cùng lại là được phần quà giá trị như này. Thật sự rất là cảm ơn công ty, rất mọi người, cảm ơn rất mọi người rất nhiều. Nói chung là hôm nay là một ngày rất là may mắn của anh Tân đúng không ạ? Một ngày rất là may mắn của anh Di ạ, rất là xin lỗi anh, run quá, em cũng vui theo anh luôn ấy. Một sản phẩm rất là lớn và hy vọng là những chi nhánh tiếp theo khai trương của Hacom sẽ còn có rất là nhiều những phần quà nữa. Đó chính là chi nhánh Thanh Hóa sẽ rơi vào cuối tháng 7 này. Hẹn gặp mọi người ở Thanh Hóa nhá. Bây giờ chắc là clip rất là dài rồi. Còn anh cũng rất là nóng lòng chờ đợi để chia sẻ niềm vui này với những người thân trong gia đình rồi đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn anh đã ủng hộ Hacom ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.